này cái này còn khâu nè. Giấy đâu rồi không biết nữa. Gì mà anh nóng rồi, mau đi, mau đi, căn phòng này nè, vào mau lên. Anh sắp chịu hết nổi rồi đây. Anh à, anh kỳ quá đi. Đâu có kỳ, anh yêu em mà. Lại một lần nữa đi. Anh à, nếu vợ của anh mà nghe những lời này chắc là đau lòng chết đi được. Vợ cái gì, anh chưa có vợ mà. Nếu như anh có vợ thì người đó chính là em. Jim, cho anh hôn một cái đi. Win. Sao? Đa. Sao em lại ở đây? Cô muốn đi đâu? Đa. Buông tay cô ấy ra. Đừng đụng tới cô ấy. Buông tay cô ấy ra. Em điên rồi hả? Em mau về nhà đi. Đa. Sao em dám đánh anh? Đồ khốn. Anh là đồ khốn. Tôi chỉ yêu một mình anh. Tin tưởng anh. Dù trai nói gì tôi cũng tin anh. Thậm chí em gái của tôi nói tôi cũng tin anh. Tránh ra. Về nhà đi. Em điên rồi hả? Quân. Em phiền quá đi. Anh chơi tôi phiền hả? Trước giờ việc gì tôi cũng nhịn anh hết. Bởi vì tôi không muốn cãi nhau với anh. Tôi hy vọng anh được hạnh phúc. Tôi bỏ ra tất cả mọi thứ chỉ vì anh và con chúng ta. Nhưng anh đã làm cái gì chứ? Anh đã làm được gì? Chuyện anh có thể làm là phản bội tôi. Phản bội tôi. Anh là đồ khốn. Tôi xấu xa đến mức đó sao? Vậy thì chúng ta ly dị đi. Ly dị hả? Win. Anh ly dị chứ gì? Anh chưa từng yêu tôi chứ gì? Anh có một mình tôi còn chưa đủ sao hả? Tại sao anh không biết thỏa mãn chứ? Thỏa mãn cái gì hả? Tôi thỏa mãn cái gì? Tôi sống chung với cô. Tôi có được cái gì? Không được gì hết. Cô tự xem lại bản thân mình đi. Tôi cứ tiếp tục sống chung với cô. Làm sao mà được hạnh phúc chứ? Có gia đình suy sẻ một người vợ tiều tụy. Tôi thật sự hy vọng sẽ sớm được ly dị cô đó. Đa. Đa. Cái gì vậy chứ? Nếu một ngày nào đó em cảm thấy mệt mỏi không thể làm việc được thì ông chủ của em làm gì có lúc mình mỏi chứ. Lúc nào em cũng cố gắng làm việc hết. Dù bất cứ tình huống nào em cũng có thể ứng phó được mà. Sát à, anh xin lỗi. Chị Đa. Chị Đa. Lem. Chị Đa, mau đi đi. Mau lên, mau lên. Mau đuổi theo đi. Anh Thun. Anh Thun. Anh Thun. Hai anh đi đâu vậy? Chị Đa. Mau đi lên. Chị Đa. Chị Đa. Chị Đa. Có chuyện gì vậy? Lên. Sao vậy Lên? Chị Đa đâu rồi? Làm sao em biết chứ? Thương. Sao anh lại đến đây? Anh tới đây vì công việc. Còn em thì sao? Em tới đây làm gì? Em tới đây chung với chị Đa. Anh thực sự đến đây vì công việc sao? Chỉ là vì công việc. Anh không hề gạt em. Anh đừng có xả diện nữa được không? Lan, nghe nói trước đi. Lần nào anh cũng như vậy hết.
Em không tin tưởng anh nữa. Được rồi, chúng ta về nhà nói đi. Lát nữa anh về với Nau Dít, còn em, theo ai về là tùy em. Thương, Thương, Len, đi thôi Len. Len. Anh Thun, anh bình tĩnh lại nói chuyện đàng hoàng với chị ấy chút đi. Len, mình đã nói với bạn rồi, bình tĩnh lại đi mà. Bạn bảo mình bình tĩnh sao được? Anh ta đã bị mình bắt gian ngay tại trận mà. Nhưng mà anh ta đâu có gạt bạn đâu. Nhưng mình không thể bình tĩnh được. Được rồi Len, nếu như mà bây giờ em ngủ một giấc, sáng mai bình tĩnh lại, cứ xem như không có chuyện gì xảy ra. Đừng có quậy nữa. Biết, sao có thể nói như vậy chứ? Em không biết sao, con người giống như Len nói gì cô ấy cũng không nghe đâu. Chỉ còn cách để cho cô ấy tự tỉnh ngộ thôi. Anh gạt em, anh tới nơi đó làm gì? Anh không gạt em, anh nói rồi, anh tới đó vì công việc. Thun, Thun, Thun. Nếu như anh tới đó vì công việc, anh có thể nói cho em biết mà. Nếu anh nói cho em biết, thì em có cho anh đi không? Không cho. Em xem đi, đó chính là lý do. Thun, anh vẫn không chịu thừa nhận anh có lỗi hay sao? Lan, em mang mặt như thế này là sao hả? Còn nữa, em tới đó làm gì? Em đến đó vì chị của em, bắt cho anh chồng của chị ấy đi ngoại tình. Anh đã nói với em rồi, đừng có lo chuyện riêng tư với gia đình người ta nữa, em biết không? Nhưng chị ấy là chị ruột của em không thể nào không lo được. Từ nay chuyện của gia em, anh không xen vào nữa. Từ nay em muốn sao thì tùy, em muốn đi đánh ghen thì tùy. Anh không xem vào nữa, việc của anh em cũng đừng xen vào. Thun, em nghe không hiểu sao? Thun, Thun, ba xem đi, kết hôn chưa đầy một tháng mà đã như vậy rồi. Cả diễn viên điện ảnh mà người ta còn sống chung với nhau được 10 năm, bây giờ đã ly hôn rồi, còn chúng nó thì sao? Còn biết chúng nó sống với nhau không được một năm đâu. Nếu như có lòng quan tâm người khác thì không có nên như vậy. Ba đang nói gì vậy? Con xem đi, em của con kìa, nó cần con quan tâm như vậy không? Ba, bà có con mắt nhìn, là nó có suy nghĩ riêng của nó. Ba, không được nói nữa. Phải giải quyết như thế nào bây giờ? Thun, Thun, anh nghe em nói rõ đi. Anh nghe em nói rõ đi Thun. Hãy cho chúng ta thêm một cơ hội có được không? Thun, Thun, anh nghe em nói có được hay không? Bắt đầu từ hôm nay chuyện nhà em, anh không lo nữa. Em đi chợ giày dép và ai anh cũng không nói. Còn chuyện công việc của anh, em đừng xen vào nữa. Thun, ไม่เข้าใจกันสักทีเจ็บลึกๆข้างในหัวใจที่แก้ปัญหาที่เกิดไม่ได้
Tôi thằng ngờ lời na rồi à. Chắc là lấy đi làm nữa rồi. Có chuyện gì vậy ba? Chuyện tối qua con và Lan. Ba nghe hết rồi. Dù con hay là Lan, ba đều không cảm thấy ai có lỗi hết. Nhưng con giấu vợ con là không đúng rồi. Con biết, nhưng mà con không biết tại sao nữa. Con đừng giữ bí mật gì hết, con trai à. Con giấu giếm nó, biết đâu làm cho nó suy nghĩ lung tung. Con hãy nhìn sự việc ở một góc độ khác. Con làm như vậy từ từ sẽ giảm bớt lòng tin tưởng của vợ con đối với chồng của nó đó. Nhưng mà cô ấy cũng có chuyện giấu con vậy ba. Con có biết tại sao nó không tin tưởng khác? Chỉ gì, con chỉ biết nghĩ cho cá nhân mình. Con không hề quan tâm xem nó muốn gì. Hôn nhân là chuyện của hai người. Con trai à,